Văn hóa Nhật Bản là một trong những nền văn hóa đặc sắc nhất thế giới. Kimono và núi Phú Sĩ là một trong những niềm tự hào của người Nhật. Bên cạnh đó còn có các môn nghệ thuật biểu diễn như Benraku, Sumo. Ẩm thực Nhật Bản hiện nay cũng là một trong những nền ẩm thực nổi tiếng nhất trên thế giới. Còn một nền văn hóa lâu đời đặc sắc nữa mà ở đây vẫn chưa nhắc tới, đó là văn hóa đọc. Với mong muốn là cầu nối, góp phần vào sự phát triển giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt-Nhật, công ty Fasa phối hợp với hệ thống nhà sách nổi tiếng châu Á Kinokuniya Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức tuần lễ sách Nhật Bản tại hai địa điểm: nhà sách Nguyễn Huệ số 40 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; nhà sách Fasa Tân Định số 387, 389 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc phát triển mô hình mới mẻ này, Fasa mong muốn là cầu nối đáp ứng và phục vụ đa dạng nhu cầu của người đọc, học tập, giải trí, tìm hiểu về nền văn hóa, đất nước và đặc biệt là con người Nhật Bản luôn và trao đổi với nhau, góp phần thắt chặt mối quan hệ thân hữu giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.